Minh đạo ác Nói rõ sự ác của trộm cắp Ư hữu chủ vật Vật này chỉ cần là vật có chủ nhân Nhược đa nhược thiểu Bất luận là nhiều hay ít Bất giữ nhi thủ Chưa có sự đồng ý của chủ nhân đồng ý của chủ vật đó mà quý vị tùy ý lấy dùng thì đều gọi là ăn trộm cho nên giới trộm cắp này không dễ trì nhất định phải rất cẩn thận thận trọng vì sao do cố ý vô ý có lúc quen rồi không biết tội lỗi này nặng đến như vậy tâm trộm cắp chúng ta thường nói có ý lợi dụng chính là tâm trộm cắp rất khó trị người buôn bán rất nhiều người ở nhà cũng rất nhiều Luôn nghĩ cách lách kẻ hở pháp luật Ít nợ thuế một chút Lợi dụng quốc gia Thì tội lỗi này Còn nặng hơn người trộm cắp của cải Vì sao vậy? Vì trộm tài vật của người Thì quý vị chỉ thiếu nợ một người Quý vị trốn thuế quốc gia quốc gia này có bao nhiêu nhân khẩu đều là chủ nợ hết tương lai trả nợ trả không xong sự việc này phiền phức cho nên trong phật pháp nói trong giới trộm cắp nghiêm trọng nhất gọi là vật của thập phương chùa diền am đường là đạo tràng người phương mỗi người xuất gia đều có phần quá khứ hiện tại vị lai thế giới này hay phương khác mười phương quốc độ chư phật vô lượng vô biên chúng xuất gia đây là phật pháp tăng tất cả họ đều có phần cho nên trong kinh Phật nói là lời chân thật, không phải là dọa dẫm người ta. Quý vị tạo ngũ nghịch thập ác, Phật đều có cách cứu quý vị. Trọn của thường trụ thì Phật không thể cứu quý vị. Của thường trụ là của chùa Diên Am đường. Quý vị trọn của họ một đồng, quý vị trọn của họ một vật phẩm tội lỗi đó phật không có cách gì cứu quý vị vì sao vậy vì nặng quá chủ nợ của quý vị nhiều quá tăng chúng xuất gia trong mười phương ba đời tất cả quốc độ chư phật họ đều có phần quý vị đều mắc nợ họ món nợ này trả như thế nào Không có cách gì để trả, đến nơi nào để tiêu những nghiệp này là địa ngục vô gián. Khổ không kể xiết. Lời này tôi không thể nói nhiều, không thể nói kỹ, chỉ nhắc đến mà thôi. Bản thân quý vị phải tỉ mỉ để lãnh hội phải tôn trọng đồ vật của thường trụ đó là tất cả tài vật mà người tu hành có được nuôi dưỡng thân mạng của họ nuôi dưỡng đạo nghiệp của họ Người thiện tâm trong mười phương cúng dường họ Tội lỗi này rất lớn, rất lớn Ta không thể không biết Trong kinh địa tạng đã nói rất rõ ràng Hành vi trộm ác Gốc ở ba độc Tham Dục keo lẫn Dễ sanh tâm trộm cắp Con người không tham Họ sẽ không trộm cắp tài vật của người khác Tâm tham rất nặng Tham tài Tham danh Tham lợi đối tượng tham nhiều quá cố ý vô ý có ý là khởi tâm trộm cắp trộm cắp tài vật Vô ý phần lớn là những việc nhỏ nhặt Thường thường sơ xuất rồi Tùy điện chiếm dùng Tùy điện di dời nó Đây là tập khí bất lương của con người Gọi là thói quen Chư ác tương tư Làm ác không phải là một việc đơn thuần Dường như là tham sân si mạng nghi Một loại ác niệm khởi lên Thì những thứ khác đều dung hòa trong đó Chư ác là năm ác mà trong kinh thường nói đều phạm hết vậy là tạo thành lỗi trộm cắp nếu như phán quyết là định án được rồi Dưới đây từ bất thuận pháp độ Cho đến bất cố tiền hậu Trong đoạn này Trong cách phân đoạn của tôi Tôi chia làm ba đoạn nhỏ Đến kết phẫn thành thù Phá gia vong thân Bất cố tiền hậu Đoạn này là Biểu thị tội lỗi của tham dục Hiện tại tham dục tràn lan Vượt qua giới hạn bảo hòa Cho nên Chiêu cảm những tai họa trên trái đất cá nhân bệnh tật đây là việc nhỏ ơn suy của gia đình còn lớn hơn nghiệp lực của cá nhân có thể làm cho toàn bộ trái đất xảy ra những tai biến đây là ác nghiệp lớn lao biết bao mới xuất hiện những hiện tượng này đây không phải là việc cá nhân mà gọi là cộng nghiệp hiện tại toàn thể xã hội thường nói lòng người hư hoại rồi lòng người hư như thế nào lòng người toàn bộ đều là tham sân si mạng nghi mặt trái của tham sân si mạng nghi Chính là ngũ giới thập thiện Ngũ giới thập thiện hiện tại đều không còn nữa Toàn bộ đều trở thành tham sân si mạng nghi Đối ứng với những lời giáo huấn của văn hóa truyền thống xưa Tức là nhân nghĩa lễ trí tính Quý vị suy nghĩ xem năm chữ này hiện nay Trong xã hội Ai đầy đủ Năm chữ này không còn nữa Trái với năm chữ này Chính là tham sân si mạng nghi Tham sân si mạng nghi Biểu hiện ở bên ngoài Chính là sát đạo dâm vọng tử Cho nên chúng ta phải hiểu được Hiện tại thân thể con người nhiều bệnh nhiều tai họa trái đất thì thiên tai liên miên